Phận sự của ta đã xong. Ngài, hãy mau nhập xác Hoàng Dương. Xin đa tạ ngài. Ông đừng có khách khí. Sau này ngài là cấp trên của tôi mà. Cùng là phụng sự cho việc chung, sao phân biệt thấp cao làm gì? Ngài hãy nhập xác Hoàng Dương đi. Thôi đi, giờ nhìn hoài cũng đâu có được ở lại đâu. Từ từ, dù gì nơi này cũng quen thuộc rồi, bây giờ ra đi cũng phải buồn một chút chứ. Buồn cũng phải đi. Ngày mai á, dân làng họ tới phát hiện gia chủ mất, rồi sẽ lo mai táng cho ông ấy thôi. Thôi đi. Gia chủ. Gia chủ. Ủa sao gia chủ của bộ không phải là ông theo Bạch Châu Thường về âm phủ hả? Tôi đã đi và trở lại. Ủa sao lại trở lại? Không lẽ gia chủ để quên cái gì hả? Không có. Tôi đã được Diêm Dương sửa sổ sinh tử và được Hoàng Dương. Thật sao? Vậy là gia chủ chưa chết. Hi, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ? Vì tôi xin ở lại Dương Gian làm những công việc gian dở. Ủa khoan khoan, nhưng mà tại sao Diêm Dương lại dễ dàng cho ở lại được? Dĩ nhiên là có điều kiện rồi. Ban đêm tôi sẽ xuống âm phủ làm phụ tá cho ngài, ghi chép sổ sinh tử. Vậy là thắng quan rồi. Vậy là tốt rồi. Vậy là không đi đâu nữa. Tốt rồi, sau này gia chủ ở đâu thì tụi tôi sẽ ở đó. Vui quá. Ủa, nhưng mà tại sao gia chủ sống lại rồi mà lại nhìn thấy tụi tôi? À ha, đúng rồi đó. Hey, gia chủ. Gia chủ là người phàm, sao có thể thấy tụi tôi được? Vậy là Diêm Dương gạt ngài rồi. Ổng lâu lâu cũng hay giỡn để cho bớt căng thẳng vậy đó mà. Không thể nào đâu, ngài nói rất nghiêm túc mà. Hey, hết rồi. Gia chủ, cho tôi hỏi hồi trước gia chủ có thấy tụi tôi không? Không, sau khi chết tôi mới thấy. Ha ha, thì đó, sao giờ gia chủ thấy tụi tôi được? Tức là gia chủ đã chết rồi. Nhưng tôi thật sự đã được Hoàng Dương. Tôi đã nhập xác. Không tin, các người hãy nhìn đi. Cái xác tôi đâu còn, phải không? Đúng rồi. Cái xác đâu rồi? Đúng rồi. Vậy cái xác đâu? Ai biết. Tôi đã nhập hồn vô rồi, làm sao còn cái xác nữa. Ủa, vậy là sao ta? Sao tôi thấy khó hiểu vậy? Không có gì mà khó hiểu. Ủa, sao ngài lại quay trở lại đây? À, tao quên đưa cho ngài thẻ bài để ra vào âm phủ. Nè, ngài cầm lấy. Tối mai ngài nhớ xuống nha. Thôi, tao đi đây. Khoan đã. Cái gì nữa? Bạch Vô Thường. Hả? Cho chúng tôi biết đi, tại sao gia chủ sống lại mà lại nhìn thấy chúng tôi chứ? Trời, thì cái ba vợ chồng các người á thì cũng dễ hiểu mà. Họ Trần bây giờ á không phải chỉ là người phàm, mà ngài còn là phán quan lo chuyện dưới âm ty. Nên đã được khai nhãn. Bây giờ ngài có thể thấy các vị chư tiên thần thánh và cả các vong hồn ngạ quỷ. Thôi, ta đi nha. Ý vậy là sau này gia chủ sẽ thấy chúng ta rồi. Vui quá, vui lắm, vui lắm. Nè, nói nghe nè. Từ bây giờ, mình sẽ không ghi chép chuyện của ngài, nhưng mà ngài sẽ trình tấu với Diêm Dương chuyện của chúng ta.
cho nên bà liễu hộ nó. Bà mà lười biếng là bà chết nghe. Tôi có lười biếng đâu. Bà mà không lười biếng hả? Tôi rất là chăm chỉ, ông mới lười biếng á. Hey, bà mới là người lười biếng đó. Không có. Bà lười biếng nhất á. Không má, ông má không có lười biếng đó. Bà nè, bà đi chợ bà cũng lười. Đúng nè. Rồi. Còn ông đó, ông quét nhà ông cũng lười. Hey, nữa. Tôi có lười biếng đâu. Nè, thôi nè, ông đừng có cãi. Tôi không có nói qua cho bà. Còn ông lười biếng nhất, ông không lo nhà cửa gì hết trơn á. Có chứ, bây giờ tôi quét nhà nè. Nè, gì nè, nè, thấy ông. Bây giờ ông quét. Thôi đừng có cãi nữa gia chủ ơi. Ủa rồi, đâu mất tiêu rồi. Ông má, ông má. Tại bà đó, bà cãi. Tại người đó. Nói chung là tại tụi mình. Tại vì tụi mình cãi nhau, cho nên gia chủ ông buồn, ông giận. Bởi vậy, gia đình đó chúng ta phải hòa thuận, vui vẻ, thương yêu và hạnh phúc với nhau. Đúng, đúng rồi.